Sư cho con hỏi, khi thấy người khác sát sanh, giết hại, đánh đập súc vật một cách dã man để ăn hay chỉ vì thú vui của họ, thì con nên làm gì trong những trường hợp như vậy? Con là người ăn chay trường cũng vì yêu thương tôn trọng sự sống theo lời Phật dạy, nhưng con đi đường hay đi tới một nơi nào mà thấy những việc sát sanh như vậy thì liền khởi tâm sân, thưa sư, con nên làm gì với những tình huống như vậy? Trong kinh ấy có kể một câu chuyện như thế này. Hai cô vợ, một cô vợ lớn, một cô vợ nhỏ. Thì cô vợ lớn không có con, cô vợ nhỏ có con. Cô vợ lớn á, vì ghen và sợ vợ nhỏ đẻ con ra đấy thì sẽ chiếm hết tài sản, cho nên là làm mọi cách cho cô vợ nhỏ bị sảy thai, và sảy thai vài lần như vậy đó thì cô vợ nhỏ chết. Và khi chết vì bị cô vợ lớn hại đó thì cổ nguyền rủa là đời sau ấy, là ta sẽ trả thù. Quý vị thấy là cái chuyện mà bị thù cái cô vợ nhỏ mà cổ oán hận như vậy đó, nó có hợp lý không? Nó hợp với cái suy nghĩ logic của mình bây giờ ha? Người ta hại mình mà mình đẻ mấy đứa, mang thai mấy đứa mà nó hại mình, bị sảy thai cho tới cuối cùng nó hại mình chết luôn, là mình hận nó chứ. Đời sau thì một cái cô vợ nhỏ đó thì sanh làm con gà, sanh làm con mèo, còn cô vợ lớn á, thì sanh làm con gà. Thì con mèo á, cứ mỗi lần mà thấy con gà nó đẻ trứng thì nó ăn ăn tới cuối cùng là nó làm thịt con gà luôn. Thì con gà mà bị con mèo đã ăn hết con của mình mà ăn thịt luôn mình thì nó hận con mèo. Quý vị thấy nó hận hợp lý không? Hợp lý, nó đâu có nhớ kiếp trước đâu, nhưng mà kiếp này con mèo làm quá đáng, nó hận và nó nguyền rủa đời sau nó sẽ trả thù. Rồi đời sau đó con gà thì nó sanh làm con beo, con mèo thì nó sanh làm con nai. Thì con nai nó cứ đẻ ra con nào thì là con beo nó ăn sạch con đó, cho tới cuối cùng nó ăn luôn con nai. Con nai hận không? Hận, nó nguyền rủa nó sẽ trả thù. Cứ như vậy trong vòng luân hồi, người này giết người kia rồi người kia hận, đời sau kiếp khác người kia quay lại giết người này, người này hận lại nguyền rủa, rồi đời sau kiếp khác thì lại người này giết người kia. Chúng sanh luân hồi vì cứ tiếp tục lập khổ nhau như vậy. Trong cái nhìn của Đức Phật ấy, tất cả chúng sanh đều đáng thương, chứ không ai đáng hận hết, không ai đáng giận, không ai đáng buồn. Bây giờ mình giết người ta, đời sau người ta quay lại người ta giết mình, cứ như vậy. Cho nên cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn gì? Cái nhìn của tâm từ và cái nhìn của lòng bi mẫn. Đức Phật nhìn chúng sanh, Ngài thấy rõ chúng sanh cứ làm hại nhau suốt. Cho nên mình, quý vị đó, mượn cái nhìn của Đức Phật để áp dụng cho mình. Đó là gì? Khi thấy người ta làm hại chúng sanh khác, mình có lòng bi mẫn, mình suy nghĩ đó, oan oan tương báo đời nào mới hết. Đời này mình giết, đời trước, từ đời trước cho tới đời này, đời này qua kiếp khác cứ giết đi giết lại, giết đi giết lại, rồi lại đi địa ngục, rồi lại đi lên, rồi hận rồi thù, cứ giết đi giết lại. Thì mình nhìn như vậy đó, mình phát khởi cái lòng bi mẫn đối với họ, bởi vì họ đang tạo ác nghiệp và họ đang cuốn vào cái vòng luẩn quẩn giết rồi lại bị giết. Cứ như vậy họ cứ cuốn đi cuốn lại cái vòng luẩn quẩn, hoặc là đánh người ta rồi đời sau người ta lại đánh lại. Cứ như vậy nó luẩn quẩn luẩn quẩn luẩn quẩn, họ không tìm ra được cái đường ra. Thành ra đấy, thay vì mình khởi cái tâm sân,
thì mình nên khởi cái lòng bi mẫn, bởi vì mình biết chúng sanh là như vậy, họ không hiểu và cứ mãi trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Và khi mình nhìn họ như vậy, mình có thể phát khởi cái tâm từ, mình thương thương vì họ vô minh, thương vì họ không hiểu được nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên khi mà mình thấy người ta làm hại chúng sanh khác, mình không việc gì mà mình phải sân hết trơn. Quý vị thấy khi mà vua Lưu Ly diệt dòng tộc Thích Ca đấy, Đức Phật đâu có hận, đâu có sân. Mình nói thì đương nhiên là tại vì Phật là Phật, nhưng mà bởi vì Phật là Phật cho nên Phật biết nghiệp nó trả. Hồi xưa đó, dòng tộc Thích Ca đó làm cái nghề chài lưới, đã đánh bắt cá, đã giết hại biết bao nhiêu những con cá, thì bây giờ những con cá đó nó quay trở lại nó trả thù, không có oan. Rồi cái người cư sĩ bị người ta vu oan, rồi người ta tử hình. Nhiều người nói oan quá oan, Đức Phật nói không có oan, bởi vì đó, đời trước cái người cư sĩ đó là một vị quan và lợi dụng cái chức quan của mình vu oan cho người khác để giết anh chồng mà cướp bà vợ. Cho nên đời này trả cái quả báo, không có oan. Thành ra đấy, đời nay thì chúng sanh không có hiểu mấy chuyện đó. Oan oan tương báo. Cứ như vậy tạo nghiệp luẩn quẩn luân hồi không có cách nào đi ra hết. Hiểu chuyện đó, mình thương người ta, thành ra đó ở đời dù cho người ta đánh mình, người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta ức hiếp mình, cứ nghĩ như vậy nè, không có oan đâu. Kiếp trước á, mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình ức hiếp người ta, thì bây giờ người ta trả lại cho mình thôi. Và nếu như mình không phản ứng lại mà mình thương người ta và mình cảm ơn người ta, vì nhờ như vậy đó mà mình trả xong cái nghiệp của mình và mình không tạo thêm cái nghiệp nữa để đời sau tiếp tục làm cái chuyện đó nữa. Thành ra đó, đánh mình cảm ơn, chửi mình cảm ơn, ức hiếp mình cảm ơn, cảm ơn vì nhờ những con người đó mình trả được nghiệp. Thế thôi, nhờ như vậy mình vượt qua được. Không có cần mà mình phải phát khởi tâm sân, bởi vì nhớ như vậy khi mà mình nóng giận ấy là mình tiếp tục vay thêm nợ mới, nợ cũ thì không có trả được mà mình tiếp tục mình vay thêm nợ mới ha. Câu hỏi thì còn nhiều cho nên là hẹn quý vị vào thứ hai ha.